Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Triệu Lệ Dĩnh vắng mặt tại đêm hội Weibo do bị dàn Tiểu Hoa kịch mặt, bị nền tảng chê xấu. Vòng quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh trong showbiz có thể nói là vô cùng kỳ lạ. Mặc dù cùng thuộc thế hệ sao Hoa 85, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại không thuộc bất cứ một nhóm bạn thân nào. Trong khi Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Angela Baby rất dễ dàng hợp cạ với nhau, không ngại nhắc về nhau hoặc thể hiện tình cảm với nhau cho các chương trình hoặc trên mạng xã hội. Những diễn viên từng hợp tác với cô cũng không đến từ các dàn Tiểu Hoa 85. Đêm hội Weibo năm nay được nhận xét là rất thành công khi quy tụ hơn nửa minh tinh trong showbiz đến tham gia. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có rất nhiều ngôi sao khiến công chúng tiếc nuối vì không xuất hiện. Tiêu biểu có thể kể đến Triệu Lệ Dĩnh, một trong những nữ định lưu lượng hàng đầu showbiz. Nhiều người cảm thấy cực kỳ đáng tiếc vì không thể được nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh tỏa sáng trên thảm đỏ đêm hội Weibo. Có ý kiến cho rằng nguyên nhân khiến nàng Tiểu Hoa vắng mặt là vì đang bận rộn với dự án điện ảnh Hộ Lang Chi Lộ. Đây là một trong những tác phẩm cực kỳ quan trọng của Triệu Lệ Dĩnh trong năm nay. Thế nhưng mới đây, cư dân mạng lại bàn tán xôn xao về một khả năng khác khiến Triệu Lệ Dĩnh không tham gia đêm hội Weibo. Theo đó, phía ban tổ chức đã gửi thiệp mời đến nữ chính Gió Thổi Bán Hạ, tuy nhiên cô ấy đã nhanh chóng từ chối. Nguyên nhân là bởi trong vài năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã bị các Tiểu Hoa xa lánh, không ai quan tâm. Việc Triệu Lệ Dĩnh không thân với dàn Tiểu Hoa 85 đã không còn là chuyện mới lạ trong showbiz. Nàng nữ chính Diệu Phượng Hành bị nhận xét là quá thẳng thắn, vậy nên rất dễ gây mất lòng. Thêm vào đó, cô cũng đụng chạm lợi ích với rất nhiều Tiểu Hoa cùng lứa, vậy nên khó có thể kết bạn cùng nhau được. Một số ý kiến khác lại cho rằng đêm hội Weibo hàng năm chủ yếu là để giới nghệ sĩ có cơ hội tạo nhiệt hoặc để kết giao thêm các mối quan hệ trong ngành. Mọi năm Triệu Lệ Dĩnh đều có mặt, tuy nhiên cô cũng sớm nhận ra rằng những đêm hội này đều chủ yếu là để dành cho các lưu lượng đấu đá nhau, trong khi hai năm nay Triệu Lệ Dĩnh đang cố gắng thoát khỏi cái bóng nghệ sĩ lưu lượng để tiến thân vào con đường diễn viên thực lực. Cho nên có thể nói đêm hội Weibo cũng không giúp ích cho sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Hơn nữa trong showbiz phái thực lực và phái lưu lượng vốn thù ghét nhau, việc Triệu Lệ Dĩnh tham gia một chương trình toàn những tư bản kiếm tiền nhờ lưu lượng, thậm chí còn khiến người đang muốn giúp đỡ cô cảm thấy khó chịu. Chính vì thế, giải pháp không tham gia là an toàn nhất đối với mỹ nhân họ Triệu. Thế nhưng mọi việc đều có hai mặt của nó, việc Triệu Lệ Dĩnh từ chối tham gia đêm hội vô tình cũng đẩy cô vào tình huống khó khăn khác. Trên chính nền tảng mạng xã hội Weibo, nữ diễn viên bị đẩy lên rất nhiều thông tin thất thiệt, còn bị đồn đang có bạn trai mới sau khi ly hôn cùng Phùng Thiệu Phong. Nữ diễn viên được cho là đã quen người này một năm, nhỏ tuổi hơn cô. Triệu Lệ Dĩnh rót tiền vào không ít khi cả hai bắt tay mở công ty riêng. Bất kỳ ai cũng có thể thấy loạt tin tức này tràn lan khi trên Weibo và tìm từ khóa Triệu Lệ Dĩnh. Những kiểu tin tức này ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của nàng Tiểu Hoa, dù nghe có vẻ vô hại. Sau khi đừng ai nấy đi với chồng cũ, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là người đam mê công việc. Mỹ nhân họ Triệu luôn ra dáng mẹ đơn thân chăm chỉ, xây dựng sự nghiệp và thực chất đang thành công kể từ sự kiện gây chấn động ấy. Trong thời điểm Triệu Lệ Dĩnh đang bận rộn đến mức phải từ chối sự kiện lớn, việc nữ diễn viên có bạn trai dù thật hay giả sẽ có tác động lớn khiến nhiều người lo ngại sự nghiệp của cô sẽ rơi vào bế tắc. Nhưng thực chất Triệu Lệ Dĩnh đang góp phần mở ra một cánh cửa mới qua thái độ cứng rắn của mình, rằng nghệ sĩ cũng không cần quá phụ thuộc vào nền tảng Weibo. Nhiều nghệ sĩ trở nên ảo tưởng hoặc thậm chí thảm bại trước vấn nạn lạm dụng hot search của Weibo, trở thành chủ đề bàn tán trong nhiều năm qua. Sự kiện đêm hội Weibo 2022 cũng đang diễn ra trong sự hỗn loạn, hủy bỏ thảm đỏ, dàn sao chôn chân trong khách sạn và nhìn ngay khung giờ trái đất phải tắt điện, nên việc Triệu Lệ Dĩnh quyết định lánh xa vẫn là điều sáng suốt. Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh được xem là sao nữ có sự phát triển bền vững nhất lứa 85 trong showbiz. Không chỉ có một loạt tác phẩm gây tiếng vang lớn, cô nàng còn có phim truyền hình được đánh giá cao và đang dần tấn công màn ảnh rộng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.